Tiết học trước các em đã làm quen với hai đơn vị đo thể tích đó là decimét khối và centimét khối. Tiết học hôm nay các em sẽ làm quen thêm một đơn vị đo thể tích nữa, đó chính là mét khối. Sau khi học bài này, các em sẽ nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo thể tích là mét khối, biết mối quan hệ giữa mét khối, decimét khối và centimét khối. Các em sẽ vận dụng để làm bài tập 1, bài tập 2B theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Trước khi vào học bài mới, các em cùng cô ôn lại kiến thức cũ chút xíu nhé. Chắc các em còn nhớ, cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Dm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Vậy thì mét khối là gì? Các em cùng suy đoán và nói cho cô biết nha. À, chắc các em đã có câu trả lời rồi. Cùng kiểm tra với cô nào. Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m. Các em cùng quan sát hình trên bảng. Đây là hình lập phương. Cạnh của hình lập phương dài 1m đây các em. À. Mét khối viết tắt là chữ M có số 3 ở phía trên bên phải nhỏ hơn. Đây là ký hiệu của mét khối và mình sẽ đọc là mét khối. Các em đọc với cô nha. Để tính được thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m này bằng cách nào? Các em cùng quan sát với cô nhé. Cô có một hình lập phương có thể tích là 1dm khối. Đây cô có cũng có một hình lập phương lớn hơn có thể tích là 1m khối. Vậy các em suy đoán xem 1m khối sẽ bằng bao nhiêu dm khối. Bây giờ các em cùng quan sát với cô nào. Bây giờ cô sẽ xếp những cái hình lập phương nhỏ có thể tích 1dm khối vào trong hình lập phương lớn có thể tích 1m khối. Cô xếp như thế này đây. Một hàng ngang, cô xếp được tất cả là 10 hình. Cô xếp thêm hàng dọc, một hàng dọc. Một hàng dọc cũng được 10 hình nữa nha. Vậy thì các em đoán thử xem ở cái lớp dưới này nè sẽ có tất cả bao nhiêu hình lập phương 1dm khối. Các em đã tính ra được chưa? À, mỗi lớp có số hình lập phương là mình lấy 10 x 10 bằng 100 hình. Đây, cái lớp đầu tiên của chúng ta là có 100 hình lập phương nhỏ 1dm khối đó các em. Rồi, các em xem tiếp coi cô xếp được bao nhiêu lớp nha. À, cô xếp được tất cả 10 lớp. Vậy các em tính dùng cô xem 10 lớp này sẽ có tất cả bao nhiêu hình lập phương. À, một lớp dưới có tất cả là 100 hình mà bây giờ xếp được 10 lớp thì mình sẽ tính được là 100 nhân 10 bằng 1000 hình. Và từ đó cô khẳng định là 1m khối bằng 1000 dm khối. Tại sao như vậy? Vì một hình lập phương nhỏ thì có thể tích là bằng 1dm khối, còn hình lập phương lớn này có thể tích là 1m khối. Do đó cô kết luận là 1m khối bằng 1000dm khối. Đây là kiến thức của bài học chúng ta hôm nay. Và đây cũng là mối quan hệ giữa mét khối và dm khối. Vậy thì mối quan hệ giữa mét khối với cm khối thì sao? Các em nhớ lại bài cũ nha. 1dm khối bằng 1000cm khối. Vậy thì 1 mét khối sẽ bằng 1.000.000 cm khối. Vậy thì ở lớp 5 này các em có học được 3 đơn vị đo thể tích, đó là mét khối, decimét khối và cm khối. Cô sẽ đưa 3 đơn vị đo diện tích, xin lỗi, cô sẽ đưa 3 đơn vị đo thể tích đó vào trong bảng này để các em nhìn thấy. Trong 3 đơn vị này thì mét khối là đơn vị lớn nhất và cm khối là đơn vị bé nhất. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích này. 1m khối bằng 1000dm khối, 1dm khối bằng 1000cm khối. Từ hai kết quả này thì cô rút ra nhận xét thứ nhất, đó là mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Rồi, chúng ta xem tiếp. Vậy thì quan hệ giữa decimét khối với mét khối thì thế nào? Giữa centimét khối với decimét khối ra sao? Các em cùng quan sát tiếp nha. 1 decimét khối bằng 1 phần nghìn mét khối.
1 cm khói bằng 1 phần nghìn dm khói. Từ hai kết quả này, cô rút ra được nhận xét thứ hai như sau. Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1 phần nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đây là mấu chốt mà chúng ta cần nhớ của bài học hôm nay. Các em cần nắm vững mối quan hệ giữa mét khối, dm khối và cm khối để các em vận dụng làm bài tập 1 và bài tập 2B trong sách giáo khoa. Sau đó chúng ta sẽ vận dụng để giải những bài toán liên quan đến thực tế. Nếu các em có những gì thắc mắc, cứ mạnh dạn gửi về cô nhé. Cô sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các em. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt. Cô chào các em.